trên tay mình đây là một chiếc laptop của Sony, nó tên là Vaio Fit Multiflip 14A. Thì chúng ta có thể gọi nó gắn gọn hơn là Vaio Flip 14A. Thì cái chiếc laptop này cũng như những chiếc laptop khác bình thường, nhưng mà nó rất là thú vị của Sony ở một cái chỗ là bản lề bình thường nó nằm ở đây, và Sony đã cơ cấu thêm một cách là ở đây, nếu bạn để ý, chúng ta có một cái nút và release lock khi mà bật mở cái này ra thì cái bản lề nó sẽ linh hoạt hơn. Chúng ta có thể gập đóng cái màn hình như vậy, một cái góc rất là rộng đó. Chúng ta có thể mở vậy và đóng cái màn hình ngược lại như vậy để sử dụng như một cái máy tính bảng. Tương tự thì khi mở lên, chúng ta cũng có thể để cái màn hình theo cái kiểu này để sử dụng khi mà trình chiếu hoặc là khi muốn phát một cái nội dung, ví dụ như phim hoặc hình ảnh cho người khác xem, và sử dụng trên cái màn hình cảm ứng này. Khi mà chúng ta sử dụng màn hình cảm ứng thì đây sẽ có một cái nút cứng, nút Windows. Tuy nhiên thì cái kiểu cơ cấu màn hình như vậy thì khi mà mở gập màn hình chúng ta phải sử dụng hai tay thì vì nó hơi là cứng, và cái màn hình nó sẽ bị nhảy nếu như mà chúng ta quên lock cái này đi. Về thiết kế bên ngoài thì máy được dùng phần lớn là bằng nhôm và kiểu nhôm xước. Cái phiên bản này là phiên bản màu bạc, còn cái phiên bản màu đen thì nó cũng là đen, cũng đen nhám, đen xước như vậy luôn. Ở bên cạnh trái thì chúng ta có cổng sạc, đây là cái lỗ thoát nhiệt, một cổng HDMI, một cổng USB 3.0, và đây là một cái loa của máy. Thì như cái kiểu thiết kế này, Sony đã làm cho cái phần này lõm vô để có cái cảm giác đánh lừa thị giác, là chúng ta nhìn từ hướng này sẽ thấy cái thân máy nó mỏng hơn một chút. Thật vậy thì cái máy này có độ dày, chỗ dài nhất là gần 2cm. Ở cạnh sau rất là đơn giản, ở gần màn hình. Và đây chúng ta có cái nút tăng giảm âm lượng để sử dụng khi mà gập cái màn hình lại, sử dụng nó như một cái máy tính bảng. Cạnh trái thì chúng ta có lỗ cắm tai nghe, một khe thẻ SD, một cổng USB 3.0, như vậy là có hai cổng, một cổng LAN và cái nút nguồn. Ở đây là thêm một cái loa nữa, như vậy là hai cái loa stereo được đặt hai bên, cạnh trái và cạnh phải. Ở cạnh trước thì chúng ta rất là đơn giản, ở đây thì chỉ có một cái là báo hiệu là có cái nối NFC, giao tiếp không dây tầm gần, và đây là các nút báo tín hiệu. Đây, kiểu gập màn hình rất là thú vị. Để gập màn hình để sử dụng như một chiếc máy tính bảng bình thường. Chiếc máy này có kích thước là 14 inch và nặng là 1,92 kg, khá là nặng nên là rất là khó để sử dụng một tay. Vaio Flip 14 được trang bị màn hình Full HD, công nghệ hiển thị Triluminous của Sony, nên là chúng ta có thể thấy là màu sắc rất là trong và tươi, hiển thị rất là tốt. Tuy nhiên là Sony đã sử dụng một cái màn hình gương, nên là khi ở ngoài sáng thì chúng ta sẽ thấy nó hơi bị chói một chút xíu, hơi bị phản ánh sáng. Nên là nếu mà cái màn hình này là sẽ khá là khó để mà xem ở những cái nơi mà ánh sáng mạnh hoặc là có ánh nắng chiếu trực tiếp vào đây. Về cấu hình thì Flip 14A sử dụng tùy chọn hai loại CPU Core i3 hoặc là Core i5. Cái phiên bản mình đang có ở đây là sử dụng Core i5. Và nó sử dụng ổ cứng HDD truyền thống chứ không phải là SSD. Sony có một phiên bản cao cấp hơn là 13, Flip 13 thì sử dụng ổ SSD, tùy chọn Core i5 hoặc Core i7. RAM của máy là có thể tùy chọn từ 4GB đến 8GB. Chúng ta cần phải lật cái bản lề màn hình hơi rộng một chút, chứ không thôi nó sẽ bị vướng. Tương tự thì khi mà chúng ta gập cái màn hình như vậy thì phải lật đúng cái màn hình, nó gập chạm xuống đây thì cái màn hình nó mới tự động lật ngược lại, lật ngược lại cho chúng ta sử dụng như vậy. Còn không, khi mà bạn để cái màn hình ngang như vậy thì mặt định nó sẽ hướng chiều xuống theo cái chiều truyền thống bình thường. Flip 14A chỉ được trang bị một camera webcam nằm phía trước thôi. Cái bản cao cấp hơn 13A thì chúng ta sẽ có thêm một cái camera chính nằm ở đây. Xin lỗi, camera chính nằm ở phía mặt này, độ phân giải cao hơn. Các bản lề gập màn hình rất là linh hoạt. Xin cảm ơn các bạn.